Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Bánh bông lan là một loại bánh rất là thơm ngon nên được rất nhiều anh chị và các bạn ưa thích nha. Hôm nay mình với chị mình có vào bếp làm món bánh bông lan như thế này. Hôm nay chị mình làm món bánh bông lan này theo công thức truyền thống, cách làm rất là đơn giản, nguyên liệu thì cũng dễ tìm nữa, và cho ra được cái món bánh bông lan nở xốp thơm ngon, cái màu vàng đẹp mắt như thế này. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bông lan này và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng xem clip với mình nha. Cũng như mời các bạn cùng nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip tiếp theo của mình ha. Cái này mình nướng, cái này là 600g bột hột vịt thằng đây, với 300g bột mì đa dụng, rồi với nửa ký đường, rồi cái này là một muỗng nước cốt chanh. Hột vịt này là mình cân, mình tính luôn vỏ luôn hả chị? Mình tính luôn vỏ luôn. Mà có trứng bự hơn á thì nếu trứng bự hơn thì nó hơn chút nữa cũng không sao. Nhiều trứng nó không sao, mà có bột thì phải nó đủ liều lượng gì đó. Thì chị Hai vừa chia sẻ công thức đến anh chị và các bạn nha. Thì mình sẽ ghi công thức ở phía sau phần video. Nếu anh chị và các bạn mình muốn biết chi tiết hơn thì mời xem ở phía sau cái phần video của mình ha. Và bây giờ thì chị Hai sẽ bắt tay vào làm. Mời cả nhà cùng xem clip với mình nha. Bây giờ thì chị Hai cho trứng vào trong thau để mình đánh bông lên ha. Này trứng mình để trong đỏ với trong trắng chung luôn hả chị Hai? Ừ, để chung luôn đây. Nhưng mà mình đánh cái này là ít thôi, chứ mình làm nhiều thì nó để bột nó mau bị chìm á. Kiểu như là một mẻ gì mình làm khoảng bao nhiêu là khoảng để chừng nướng hả chị? 600g trứng là vừa rồi. Tại vì mình có một cái khuôn một à. Trứng gà, trứng vịt gì cũng vậy. Mà mình cân mà tính luôn vỏ luôn đó. Bây giờ xong hết rồi, giờ mình để máy đánh trứng mà đánh cho nó nhanh ha. Mình đánh cho nó bông lên khoảng chừng 3 phút. Giờ mình để nước chanh vô nè, để nước chanh vô trước đường ha, bằng mình đánh cho cái trứng nó đừng có tan á. Rồi mình đánh. Được chắc cũng cỡ 18 phút rồi nè. Để Wani vô mình đánh thêm khoảng 2 phút nữa cho nó dậy, cho nó trắng lên này, cái hai đây bột ha. Rồi. Trứng này nãy giờ mình đánh được 20 phút rồi nè. Nó nổi gì được rồi. Giờ mình vô bột ha. Thời gian mà mình đánh mình cũng xay một chiều á chị. Xay chiều một rồi. Rồi bây giờ bột thì mình sẽ gây ha. Gây vô cho nó mềm thôi. Lấy cái tờ cho nó mịn, cho nó đừng nóc trâu nè. Trứng nhiều thì bánh của mình nó xốp, nó phồng xốp ngon ha. Mình đi hết bột luôn ha. Lưu ý là trứng với đường mình tăng được, chứ còn bột là mình không có tăng được nha. Bột là mình phải làm liều lượng cho nó đúng mới được, chứ không thôi nó bị chai cái bánh. Cái bột nó nổi lên quá trời luôn ha. Quay cho đều như là mình đi nướng được rồi ha. Bữa nay chị nướng với con tròn ha, con nhỏ ha. Con nhỏ. Quay cho nó đều bột với trứng ha. Tan bột hết là mình đi nướng được rồi nè. Trước khi nướng bánh thì mình thoa một lớp dầu lên trên khuôn gì nè,
Để cho khuôn thật là nóng rồi mình hãy cho bột vào mình nướng. Vậy thì khuôn bánh nó sẽ đẹp, bánh nó không có bị gỗ, không bị dính với khuôn ha. Ở trên thì mình cũng để than ở trên, ở dưới thì cũng có một ít than để cho nó nóng lửa phía dưới nha. Mình giấm ở đây rồi cho mình đem than qua. Ở trên thì để than nước nè. Bây giờ khuôn nó nóng rồi chị Hai cho bột vào nướng ha. Cái bột nó nổi nè. Này cái bánh nó nở dữ lắm rồi, đánh nổi hết chứ con. Cái khuôn này là 12 cái hả chị Hai? Ừ. Này nướng con mau lắm đây, nướng chút xíu rồi à. Em thấy nướng ở trên bếp này cũng tiện chứ. Ừ. Sáng mình nấu nướng ăn rồi có lửa than cái mình lên bếp mình nướng luôn nha. Rồi, đợi đó thôi. Cái mẻ đầu tiên chắc cỡ 5 phút nó mới lấy ra được. Tại cái khuôn nó chưa được nắm không á. Còn sao hồi nữa chừng 3 phút à. Trời ơi, quá chừng nổi luôn rồi nè. Cái mẻ đầu tiên mà gì là đẹp lắm rồi nè. Nãy mình đánh bột nó xốp nhiều. Nhưng thì nó dậy như là đẹp rồi nè. Nó nổi dùng lên rồi kìa. Cũng đẹp nữa. Bánh chín vàng đều hết trơn luôn ha. Rồi nó xốp đi bằng đây. Xốp nó bông lên. Nè, ồ cái màu đẹp nè. Ở trên ở dưới thì màu cũng đẹp hết chứ. Nướng gì thấy ghiền hả chị Hai? Ừ. Lửa nóng lên là nướng mau có kỳ à. Mình làm gì cái gì trên mẻ thứ hai là bắt đầu nó mới đẹp tới. Mẻ đầu tiên là nó không đẹp bằng. Xốp xọt cái bánh đó nè. Ngon hết sức. Bắt đầu là nướng đẹp tới luôn rồi đó. Khuôn mình nó nóng rồi ha. Ừ. Mẻ thứ hai ha. Ừ, con nó đẹp rồi nè. Mọi người này nó chốc lóc luôn. Cũng đẹp quá chừng luôn. Cái khuôn nó nóng lên rồi nó đẹp bánh. Lóc rồi, màu đẹp hết rồi. Bên này đổ cái bánh này bự ha. Hồi cho đứa cái nóng bơ đổi gì đó. Bánh nó bự dè ra giống như cái nón ra nè. Mình đổ ăn, mình đổ cho nó bự vậy nè, nó khó dè, giờ mới thấy mới đẹp. Thơm bát ngát luôn. Bánh bữa nay nướng đẹp quá trời luôn hả chị Hai? Ừ. Nó xốp nè. Bánh nó xốp. Nở cái xốp để hàm luôn ha. Bên trong gì nè cả nhà. Bánh quá ngon luôn đây nè. Đây là món bánh bông lan làm theo công thức truyền thống. Chị em mình làm cho gia đình dùng thấy rất là ngon nên chia sẻ đến anh chị và các bạn nha. Bánh thì nó nở xốp và có cái màu vàng đẹp, thơm ngon như thế này nè. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bông lan này và thích cách làm này thì hãy thử vào bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.